Hello, xin chào tất cả bạn trong quay trả trang YouTube của mình và mình là King Pro đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với game bầu cua và anh em thấy là trên tay tôi đang có số tiền khá là lớn, 5 củ đúng không? Thì tôi sẽ hướng dẫn anh em đánh làm sao mà khó thua nhất mà dễ thắng nhất, được chưa? Đấy, và đạt một cái hiệu quả nhất. Thì bình thường như 5 củ này tôi cũng chỉ hướng dẫn anh em ăn non là kiếm được khoảng 1-2 triệu đến 6-7 triệu là nghỉ, cùng lắm mà tôi đánh lên 8 triệu là tôi nghỉ rồi đúng không? Tuy nhiên hôm nay là anh em mình cứ bung lụa đi. Với cái cầu này tôi đang nhìn thấy có con nai là con tỷ lệ về cao, con cua là con tỷ lệ về cao này. Đấy, con tôm cũng đang khá là cao, không? Ở đây thì có một số con đang thấp thì chúng ta phải loại trừ dần. Anh em phải nhìn vào cái bảng cầu này và nhìn cái phần trăm về kìa, và anh em loại trừ dần những con nào nó không có khả năng về ra. Wow, ván này nổ hũ luôn kìa. Chứ gì đã nổ luôn quả hũ rồi anh em ạ. Tôi cũng đang khá là giật mình đấy. Bảo sao nổ hũ nhanh thế nhỉ? Ok, thôi không sao. Đấy, nổ thì kệ nó nổ thôi, nổ không sợ. Nổ thì càng được đà, à mình sẽ loại được đi con cá. Tức là khả năng ván này về cá rất là thấp. Đấy, tại vì vừa nổ hũ rồi khả năng nó về sẽ thấp đi. Và con gà thì con đang tỷ lệ về thấp nữa, thì khả năng con gà cũng là con tỷ lệ về thấp. Còn bốn con còn lại nhá, mình quất cả bốn con còn lại luôn cho anh em xem này. Mình nghi con bầu và con cua cho nên mình theo bầu cua to hơn. Còn lại tôm và nai. Út trời, trời trời trời, mình tôm và nai, nói chung là tôm và nai tôi theo để tức là không bỏ sót con nào thôi. Còn thật sự là tôi thích bầu và cua hơn nên tôi đánh mỗi con 200 đớp tiền luôn nhà mạng. Nói không được nhiều nhưng mà ván đầu vạn sự khởi đầu nan mà được như vậy rồi thì rực rỡ rồi. Bây giờ thì anh em cũng có thể nhìn thấy vẫn lên loại con gà là một này. Đấy, được chưa? Rồi tại vì thời gian ấy, cái thời gian nó rất là ít cho nên là mình không thể nào mà gọi là ngồi phân tích từng ly từng tí cho anh em hiểu được. Cho nên anh em cố gắng xem đến đâu hiểu đến đó, được chưa? Rồi ván này về được ăn được con cua này, ăn được mỗi cua, ăn được cua với nai à. Nói chung là thôi, ăn được hai con bé nhất anh em ạ. Vậy lại về vốn ban đầu rồi thì cái nhìn anh em cứ nhìn vào cái phần trăm là anh em sẽ đoán được. Tôi sẽ loại đi những con phần trăm về thấp và rồi đánh những con phần trăm về cao. Và tí nữa tôi sẽ đảo lại, khi mà chúng ta ăn được một mức tiền hợp lý rồi, chúng ta sẽ đảo lại từ những con phần trăm về cao, tôi sẽ lại bắt đầu tôi theo những con phần trăm về thấp. Nhưng đấy là câu chuyện của tí nữa. Khi mà tí nữa chúng ta có tiền lời rồi ấy, chúng ta lấy tiền lời đó chúng ta theo thì vô tư. Nhưng mà chưa có tiền lời mà theo thì cũng hơi căng anh em ạ. Ui, ăn phát cả ba con luôn này em ơi. Bỏ mức con bầu này em thấy chuẩn chưa? Tết tiền đẹp luôn này em ạ. Bầu thì nó chung bù vào 200 cũng tháng là gì, mà ăn một phát một mẹ ba con lên phát 6 củ 2 luôn anh em thấy kinh không? Bầu cua tôi nói thật với anh em nhé, bầu cua chẳng thua một con nào cả thật. Nếu với số vốn của anh em tầm 3 củ đổ lên không thua một con nào luôn, khẳng định luôn, kiếm tiền cực kỳ là nhanh luôn. Chứ điều anh em có biết kiếm hay không thôi. Con cua kìa anh em ơi, cua đang giai đoạn vàng kìa, không theo cua mà chết dở nhở. Tôi theo cua theo cá nhá, có cua nhưng mà lại không có cá nó mới đầu. Nếu có cua có cá thì tuyệt vời, có cua không thì thôi ăn được đậu vài chục nghìn thôi, ăn gọi là kiếm kiếm bữa sáng thôi nhỉ. Ăn vẫn cua được tuyệt vời, cua đang trong giai đoạn vàng mà anh em, giai đoạn quá vàng luôn. Con này xem nào, nhẹ nhàng tình cảm vào tiền nhá. Cua 29% rồi. Nai đang giảm dần nhỉ, tiếc con nai nhỉ. Tôi sẽ theo con cá, tại vì vừa giờ về cua rồi mà chưa về cá và chưa về bầu cũng chưa về nai luôn. Tức là anh em để ý nãy tôi đã bảo anh em là tôi loại hai con, đó chính là tôi loại con gà và con tôm. Hai con đó là tôi sẽ ua ngon thế, 7 củ 5 luôn. Hai con cá một con bầu kìa, tuyệt vời chưa? Hai cá một nai thì ngon hơn nhỉ. Tôi loại con gà và con tôm đúng không ạ? Thì hai con đấy lại tại vì phần trăm nó về quá thấp nên tôi sẽ ít đánh đi. Khi nào tôi theo thì tôi mới bảo tôi theo thôi. Còn lại bốn con còn lại tôi sẽ đánh. Vừa giờ nó về cua rồi thì tôi sẽ không đánh cua nữa mà tôi đánh cá, bầu và nai. Bây giờ nó đã về cá và về cả cua rồi thì bây giờ chỉ còn nai và bầu thôi. Tôi sẽ đánh nai. Đấy, có thể các bạn thích đánh bầu cũng được hoặc các bạn đánh cá cua gì cũng được. Thấy chưa? Đấy anh em, tôi chuẩn nhờ. Anh em nhìn kìa. Hai nai một cua anh em ạ. Đậu xanh quả này không chụp lại phí quá nhờ. Man, hai nai một cua luôn, bắt gần như là dính luôn anh em ạ. Bắt dính tết tiền đẹp luôn, bắt về có dính không? Quá dính đi chứ lệ gì nữa nhờ. Một phát một hai nai một cua ảo thật đấy. Nhìn ưng luôn nhỉ. Thôi chắc có lẽ tôi sắp chốt lời thôi. Tại vì mục tiêu của tôi từ 5 củ lên tầm 10, hơn 10 củ để làm sao x2 hơn x2 vốn một chút. Nếu như mà chỉ x2 vốn không lên 10 củ thì lại dễ quá, nên là tôi muốn lên 11 củ thì đó. Đấy, tầm 11 củ để chốt được lời thì ngon hơn. Chứ còn 10 củ thì lại đơn giản quá nhỉ. Nên là khả năng ván này tôi sẽ dùng ván này để tôi chốt lời này. Ván này thì tôi rất là ưng nhất đó chính là con cá là một.
con bầu lai, có thể bạn nào thích đánh 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 con nai cũng được. Nói chung là ba con đấy quay đi quay lại được, thậm chí các bạn thích bạn theo cua, thời điểm hiện tại cua vẫn có khả năng ra được nhá. Bữa nay chỉ cần ăn cá thôi là ngon rồi, tưởng đôi cá chứ một cá thôi cũng đã đủ chúng ta chốt lời rồi đúng không ạ? Thôi rồi, như vậy là tôi đã chốt lời và hướng dẫn anh em cách đánh cực kỳ là ok luôn đúng không? Hẹn gặp tất cả anh em vào các video lần sau. Nếu em thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Ok, bye bye anh em, cảm ơn tất cả em rất là nhiều nhé. Ok, và cái clip gần đây nhất cũng là 8 ngày trước rồi. Thời gian thì thấm thoát trôi đưa rất là nhanh đúng không? Đấy, quay đi quay lại là 8 ngày rồi. Có vẻ là mình hơi bận một chút và anh em cũng hiểu cái tính chất của mình rồi. Đấy, lúc nào lên được thì cũng lên liên tục và lúc nào không lên được thì cũng lại phải chấp nhận anh em ạ. Đấy, có đợt tôi lên liên tục luôn, ngày nào cũng lên 1-2 video, nhưng đến một lúc tự nhiên mình cảm giác là mình mệt rồi, mình nghỉ một thời gian rồi mình làm lại. Thế nhá, mong em sẽ ủng hộ mình, vẫn ủng hộ mình nhá. Và thời gian sắp tới ấy, tôi sẽ làm nghiêng về kiểu là ấy, ăn nhanh rút gọn rồi là đẩy mạnh rồi là cố gắng chiến thật ok các kiểu được chưa? Bây giờ tôi sẽ ra quay random chơi giải cho anh em may mắn nhé. Là cái số lượng mà tôi trao một ngày rất là nhiều, có thể là 4-5 kênh của tôi một ngày tôi phải trao đến mười mấy 20 bạn cơ. Nên là tôi cũng không thể nào mà trao hết được cho anh em, nên những bạn nào mà trúng thì cứ trật tự inbox vào Zalo của tôi, gửi ảnh trúng và gửi ảnh kênh của các bạn lại và gửi luôn số Momo vào. Đấy, tự nhiên đến một ngày nào đó nên tôi sẽ vào tôi trao thưởng cho anh em được chưa? Rồi, đấy, bạn Flores này, Công Trần và Flores, một bạn nữa đi, ba bạn đi. Hôm nay ba bạn khởi đầu nan, kẹo mếu. Wow, anh cao thủ kiếm tiền vừa dép Zalo em, ông nói game online hãy bỏ tất cả đi. Cho nhà cái đều điều chỉnh kết quả và chắc chắn ai cũng bị soi, anh nghĩ sao về điều này? Của các thủ kiếm tiền chia sẻ. À đúng rồi, thì thật ra ấy, cái vấn đề mà điều chỉnh kết quả ấy, thì anh em biết chắc chắn là 100% đúng rồi đúng không? Chả có cái game mẹ nào không soi, chả game mẹ nào không bịp cả, chuẩn chưa? Bây giờ nó bịp đầy dãy ra, nó bịp thẳng cổ ra ấy, có cả video nó bịp luôn đấy, như kiểu cô biết đấy, ba đen hất phát thành thành tứ tử đấy, kiểu kiểu đấy. À, tứ tử hất phát thành ba đen đấy, kiểu thế đúng không? Đúng không, công nhận không? Anh em mình đã biết là nó bịp rồi nhưng vẫn chơi. Tại vì sao? Tại vì thật tôi khẳng định với anh em ấy, một đến 100 thằng chơi ấy, thì đến 7-80 thằng là được ăn cái lúc đầu rồi. Chắc chắn là không ăn lúc đầu thì kiểu gì game bọn nhà cái đã nhả cho một lần nào đó được ăn rồi, kiểu gì như thế luôn. Cho nên trong đầu đã ngấm nhận cái tư tưởng là chơi để kiếm lại tiền hoặc là chơi để kiếm tiền rồi, chơi để mẹ mình kiếm được bằng này bằng kia rồi đúng không? Cho nên lúc đấy là gọi là nghiện mẹ rồi, cho dù có biết là nó bịp ấy thì cũng gần như là như không thôi đấy. Chỉ có điều các bạn nên chọn được cái nhà cái nào ấy mà nó gọi là nó ít bịp, nó bịp nó theo kiểu là nó từ từ hoặc là nó nhả nhả, vẫn phải có đoạn nó nhả cho anh em, chứ còn có một số nhà cái gần như là chúng ta sẽ gãy thôi đấy. Thật ra là anh cao thủ kiếm tiền thì anh đã chia sẻ cái này từ rất là lâu rồi, tuy nhiên là đã dính vào rồi mà anh em mình đã dính vào rồi. Bây giờ anh em cứ bảo tôi bỏ nhưng mà bỏ được mấy ngày. Đấy, anh em ví dụ như anh cao thủ kiếm tiền anh Hưng đi ấy, anh có cái niềm vui khác đó chính là anh chơi CLMM trả lẽ Momo rồi anh làm video đấy, anh có kênh anh làm video này kia. Nhưng ví dụ như các bạn đi, các bạn ví dụ bây giờ các bạn có 100.000 hay 1.000.000, các bạn vào chơi thua mẹ chẳng lẽ Momo luôn thì đương nhiên là các bạn sẽ không bao giờ chơi chẳng lẽ Momo nữa, lại quay lại với game bài thì khác gì nhau đúng không ạ? Thôi rồi, tôi không muốn chia sẻ thêm nữa, nói vậy là quá đủ rồi. Hẹn gặp tất cả anh em vào các video lần sau nhé. Ok, bye bye anh em.